Xin chào các bạn, anh không phải là anh Nguyễn Hữu Trí và anh đã quay lại rồi đây. Ngày hôm nay xin được giới thiệu với các bạn, tôi là một nam thần đến từ bộ tộc Tân Cương người Duy Ngô Nhĩ có tên là Quéo Ồ Rây. Tại sao lại có cái tên khai sinh là ông Quéo Ồ Rây? Bởi vì trong rất nhiều những cái, đặc biệt là những cái reaction của anh thì Quéo có mấy bạn cứ chuyên gia chạy vô đặt mấy cái comment rất là đáng yêu, đó là anh Chí, anh ăn gì mà anh cứ quéo hoài vậy, cứ trước khi anh nói là anh quéo, xong rồi có đứa chạy vô hỏi tao những câu rất là đáng yêu ngây ngô như là anh ơi, trong lúc anh nói anh hay thường có cái chữ là ô rây nghĩa là sao vậy anh Trí, ô rây nghĩa là gì vậy anh Trí, chu cha mẹ ơi nó trôn đỉnh cao luôn. Thì alright. Anh biết đó là cái tật của anh ha. Thì ngày hôm nay xin được làm cái vlog để giải thích cho mọi người hiểu. Dĩ nhiên anh không có chối tội đúng không, anh sẽ rất nỗ lực để tiết chế cái thói quen đó của anh nghe. Nhưng ngày hôm nay xin được làm một cái vlog nho nhỏ để chia sẻ với mọi người là tại sao tao có cái tật quéo ồ rây, và cái chữ quéo ồ rây đó đã giải cứu cho cái thời sinh viên của anh như thế nào. Không có nó thì anh đã có một thời sinh viên thảm hại như thế nào. Thì đó là cái thứ nhất anh sẽ nói, đúng không? Cái thứ hai đó là tao nhận được rất nhiều comment và mọi người yêu cầu là anh Trí ơi, anh nói về việc sử dụng tiếng Anh và học tiếng Anh đi anh Trí. Trời má, bộ con nhìn giống giáo viên tiếng Anh lắm hả trời? Nhờ sai người rồi mấy đứa, xin lỗi nghe. Nhưng mà tiếng Anh của anh á thì anh không có bằng cấp cái quần gì hết trơn á, TOEFL cũng không, IELTS cũng không, tới TOEIC tao cũng không có luôn, không bằng không cấp gì hết mà tao đi dạy tiếng Anh sao dạy. Nhưng mà dĩ nhiên là anh có biết tiếng Anh đúng không, và anh có nói là tiếng Anh ok đúng không, anh có được mời nói ba cái TED Talk ở Việt Nam, ba cái TEDx Talk ở Việt Nam, và anh có đi diễn thuyết ở bên nước ngoài bằng tiếng Anh. Tuy nhiên Quéo Ồ Rây không phải là một giáo viên tiếng Anh, cho nên ngày hôm nay anh sẽ không nói về việc học tiếng Anh. Tuy nhiên anh là người huấn luyện về kỹ năng, vì vậy anh sẽ nói cho các bạn về cách tạo nên cho mình cái sự tự tin trong việc nói tiếng Anh, hay là cái kỹ thuật để nói khi mà mình không biết nói cái gì hết, mà đó là cái kỹ năng cực kỳ quan trọng đã giúp anh sống sót và có cho mình cái thời sinh viên tuyệt vời nhất ở năm 2, năm 3, năm 4 đại học. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói với nhau hai thứ. Một là bí mật đằng sau quéo ồ rây, và thứ hai đó là kỹ năng để nói khi các bạn không biết nói gì, đặc biệt là trong tiếng Anh. Sẵn sàng chưa? Let's go. By the way, hey, this is gonna be a vlog that I will be sharing about English speaking. Okay? And if you're interested and you want to hear more about all this English speaking or a skill to improve your confidence in speaking and all that, please remember, please like, subscribe, and more important, I would love you to put in your comments and at the same time apply all the things that I share with you. Fair enough? Cho nên nhớ like and subscribe trong trường hợp các bạn không có hiểu anh vừa mới nói cái gì, đó gọi là phụ đề tiếng Việt. Còn bây giờ, let's go. Đầu tiên, tại sao anh có cái tật well and alright? Thì nếu không có hai thứ đó, anh đã bị nhấn chìm trong thời đại học của mình ở trường đại học quốc gia Singapore and US. Để nói lên cái sự khác biệt về cái tư duy và cái phương pháp học đại học ở US so với những trường đại học ở Việt Nam thì anh xin được chia sẻ nó kỹ hơn trong một cái vlog khác. Còn ngày hôm nay, đi thẳng vào chuyện giao tiếp trong đội nhóm thì anh muốn các bạn hiểu một cách đơn giản là ở trường đại học của anh, các bạn phải nói, các bạn phải trình bày quan điểm của mình chứ không chỉ ngồi đó im im và ghi chép những quan điểm của người khác. Đặc biệt là trong tất cả những cái môn học, cái việc thảo luận nhóm, làm việc nhóm là cái cực kỳ quan trọng và nó chiếm hầu hết cái điểm số của các bạn. Cho nên nếu không nói là không có điểm. Và nó không phải như ở Việt Nam là khi mà hỏi ý kiến thì sẽ có những đứa ngồi im mà chả ai chịu đóng góp gì hết. Anh xin lỗi các bạn, nếu các bạn bước vào một cái buổi thảo luận nhóm hoặc làm việc ở trong mỗi câu lạc bộ ở bên Singapore thì mọi người sẽ giành giật nhau cái cơ hội để nói, để trình bày những quan điểm của mình, để thuyết phục mọi người lắng nghe và làm theo ý của mình. Đó là cái thái độ và kỹ năng của sinh viên ở Singapore.
Và nếu các bạn không nói được thì các bạn sẽ ngồi im lặng và người ta sẽ tiếp tục nói. Và đến một lúc nào đó, sinh viên, đặc biệt là sinh viên nước ngoài, sinh viên Singapore, họ sẽ nhận ra và họ không muốn làm việc nhóm với các bạn nữa. Bởi vì không có gì chán bằng chuyện làm mấy cái đứa mà nó chả bao giờ đóng góp, chả bao giờ có ý tưởng, nó như một cái bóng mà thậm chí không tồn tại trong một cái đội nhóm. Ok. Cho nên nếu các bạn quá thụ động và im lặng thì thứ nhất, người ta sẽ không muốn làm việc nhóm với các bạn nữa. Hoặc cái thứ hai còn dã man hơn nữa là gì các bạn biết không? Các bạn sẽ biến thành một ô xin siêu to khổng lồ ở trong nhóm của mình. Nghĩa là nếu tụi bay không nói thì tụi nó sẽ ném hết tất cả những cái việc vụn vặt, you know, nhỏ bé tủn mũn vô mặt của mày. Alright, từ việc tìm kiếm số liệu, làm bản biểu, làm slide, kiếm hình, chuẩn bị hậu cần trước buổi thuyết trình, in tài liệu, phát cho mọi người, tất cả những công việc hậu cần tủn mũn và vụn vặt đó sẽ được ném hết vô mặt của tụi bay. Và tụi bay sẽ thành một cái ô xin khổng lồ siêu to, siêu cấp vô địch trong đội nhóm của mình. Chỉ là thuyết trình sẽ không bao giờ đến tay mình, những quyết định quan trọng, những ý kiến của mình sẽ không bao giờ được thể hiện mà lắng nghe. Và đó sẽ là một bi kịch cho thời sinh viên của các bạn. Ai đã từng trải qua cảm giác đó trong việc làm việc đội nhóm, thậm chí tới lúc ra trường đi làm, trong những buổi học công ty, ai đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác của một ô xin siêu to khổng lồ? Và anh đã trải qua cảm giác đó, các cháu có biết không, 19 năm về trước, bà đích thị là một ô xin siêu to khổng lồ đấy. Cho nên ngày hôm nay bà sẽ làm một cái vlog về ô xin siêu to khổng lồ để cho các cháu xem. Các cháu nhớ ủng hộ bà nhé. Và một cái kỹ thuật, một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng mà mãi đến hết năm nhất đại học, sang tới năm 2 anh mới học được, để giúp anh lật ngược tình thế trong tất cả những hoạt động đội nhóm, trong những câu lạc bộ ở trường đại học của anh. Đó, một cách thú vị nhất không phải là kỹ năng về tiếng Anh, mà là kỹ năng anh học được trong một cái khóa học về public speaking. Đó là khả năng thuyết trình trước công chúng, những khóa học rất là nổi tiếng như vậy ở bên Singapore. Thì cái kỹ năng quan trọng đó, nó gọi là thinking aloud using pause filler. Well, dịch ra tiếng Việt đó là cái kỹ thuật suy nghĩ, không biết dịch làm sao luôn trời, thinking aloud, tức là suy nghĩ bằng cách nói và sử dụng pause filler để dẫn dắt phần suy nghĩ của mình. Hiểu chết liền luôn đúng không? Well, một cái nguyên tắc cơ bản nhất của kỹ năng này đó là khi các bạn không có gì để nói, các bạn vẫn phải nói. Đây là một kỹ thuật đặc biệt phát huy tác dụng trong debate và group discussions, trong những cuộc phản biện hoặc là thảo luận nhóm. Đó là cái tình huống mà các bạn phải đưa ra cái quan điểm của mình mà các bạn hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị trước. Mà mặc dù không được chuẩn bị trước nhưng các bạn vẫn phải trình bày nó một cách rất tự tin, rất thuyết phục, rất sắc bén. Về mặt nguyên tắc, nghĩa là khi người ta đưa ra một cái luận điểm, các bạn phải đớp vô và nói liền, và không được phép im lặng. Bởi vì nếu các bạn im lặng thì người khác sẽ nói, và các bạn sẽ tiếp tục im lặng và họ sẽ tiếp tục nói, và coi như tụi bay bóc cực. Vì vậy, khi bước vào những cuộc tranh luận, debate hoặc là group discussion, chậm các bạn sẽ đánh mất cơ hội của mình. Vì vậy ngày xưa khi dạy cho anh cái kỹ thuật này, thầy của anh nói rất đơn giản. Ông nói, when you don't have anything to say, say anything. Và anh trả lời là, what do you mean saying anything? I don't have anything to say. Và rồi thầy em trả lời là, what have you just said? I said, are you crazy? I don't understand what you mean. Come on. If I don't have anything to say, how do you expect me to say anything? That is crazy. That is nonsense. Và rồi thầy anh nói là, good job. Thank you for speaking up your mind. You just express yourself with emotions and very confident. Cool. That is thinking aloud. Nói ra cái suy nghĩ của mình trong lúc các bạn tìm kiếm những suy nghĩ để nói. Nguyên tắc của phương pháp này đó là khi mà các bạn chưa biết nói gì hết thì các bạn đơn thuần cũng có thể nói ra cái việc là mình chưa biết.
khi các bạn đang phải suy nghĩ để tìm cái ý để nói, các bạn có thể nói ra cái suy nghĩ đó trong lúc đó. Để làm chi? Để các bạn có thể kích thích mình suy nghĩ. Bởi vì khi mình im lặng so với lúc mình nói, thì trong lúc các bạn nói như vậy, bộ não của mình sẽ được kích thích tốt hơn để có thể tiếp tục suy nghĩ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, đó là trong lúc các bạn nói, các bạn sẽ câu giờ để có thêm thời gian suy nghĩ và tìm ra một cái ý sâu sắc để trình bày trong phần nói của mình. Thì đây là cốt lõi của cái phương pháp Thinking Aloud. Và ngay bây giờ sẽ là một ví dụ. Hãy đặt mình vào một tình huống là các bạn đối diện với một cái vấn đề của đội nhóm, và một ai đó vừa mới đưa ra cái quan điểm và cái đề xuất giải pháp của họ mà các bạn muốn chém, trong khi các bạn chưa có một cái ý gì cho riêng mình hết. Các bạn có thể chém như sau. Well, I think you just made a very, very interesting point. And to be honest, I believe that many of us would agree with your approach to our problem, because it would definitely save us a lot of money in terms of investments into technologies and equipment. That's fantastic, definitely. However, I believe a few of us would disagree with your approach because simply of, you know, the delay in implementations. Because I think everybody would agree that we gotta be fast. The opportunity wouldn't wait for us, right? And to be real honest, from my point of view, I'm the one who believe in the creative force, in idea putting together. I believe that two head is better than one, and three head is better than two. And I believe that if we can put in our idea together, we definitely would come up with a better solution, or at least an improved solutions to this matter. So we gotta fight it. And well, to be real honest, up to this point, I don't have yet a concrete tactic or direction to twist our situation for the time being. But I truly believe that if we put in our idea, hey, why don't we do it? Come on. If all of us put in our best idea, I believe that we will definitely come out with something fantastic. So how about we sharing our point of view? Come on, let's start with you, Eric. Why don't you share your point of view from the technical perspective, and we would love to hear it. All right? So come on, Eric. Why don't you state your opinion? Sao? Thấy tao bắn nhìn ngầu không? Tự tin không? Thần thái không? Ok. Nhưng nếu các bạn để ý thấy chuyện gì mà diễn ra trong đầu của anh, các bạn thấy đó là một cái gì đó rất là thú vị. Đầu tiên là khi anh bắt đầu thì anh chưa có gì để nói. Và một cái kỹ thuật để các bạn mua thời gian để suy nghĩ, đó là khi mình chưa có gì để nói thì mình có thể phân tích quan điểm của người khác. Và khi phân tích thì luôn luôn rất là dễ, các bạn sẽ phân tích theo kiểu là có người sẽ đồng ý với bạn, có người sẽ không đồng ý với bạn. Và trong lúc mà mình phân tích theo hai hướng như vậy, nó sẽ giúp mình có cách nhìn hai chiều để hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn. Và khi đó có khi mình sẽ bắt đầu nảy ra được cái ý tưởng hay hơn. Vì vậy cái việc đầu tiên mà anh làm đó là gì? Anh nói là có người sẽ agree because of this, this, this. Và rồi sẽ có người disagree bởi vì this, this, this. Alright. Và đó là cách mà anh mua thời gian để suy nghĩ, đúng không? Và điều giả mang là sau khi ta mua thời gian xong, cái thằng này nó vẫn chưa nghĩ ra gì hết. Và khi nó chưa nghĩ ra gì hết, nó làm gì? Nó quay ngược trở về một cái nguyên tắc và nhấn mạnh lại một cái điều đúng đắn, một cái giá trị của mình, đó là gì? Là tôi tin là chúng ta phải có sự sáng tạo. Tôi tin là nếu mà chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau, chúng ta sẽ nảy ra được một cái ý tưởng hay hơn rất nhiều. Và nó quay trở về với cái nguyên tắc đó để củng cố sự tự tin cho mình. Rồi nói rất là mạnh mẽ. Và dĩ nhiên nó là một cái giá trị đúng của đội nhóm. Thì nó nói một điều đúng xong nó sẽ thấy tự tin hơn. Nhưng sau khi nói xong, thẳng thắn luôn là nó cũng chưa nghĩ ra là nó phải nói gì hết. Và vì nó chưa nghĩ ra cho nên là nó sẽ phải làm gì? Nó phải truyền banh cho người khác, đúng không? Vậy các bạn nói là ok, tới giờ tao nói thiệt luôn, là tao thú thật trước Bình Minh là tao cũng chưa nghĩ ra gì hết. Cho nên
hay là tụi bay nói tiếp đi. Nhưng nếu mà lúc đó mình truyền trái banh cho người khác một cách dễ dàng như vậy thì xác suất là người ta sẽ lấy trái banh đó và dẫn đi luôn. Cho nên vì vậy khi truyền trái banh mình phải truyền một đường truyền thật là sắc bén theo đúng ý đồ của mình. Vì vậy khi mà nhường cái micro lại cho người khác thì thay vì mình nói là các bạn có ai có ý kiến cứ nói là chết, thì cái người này sẽ đưa thẳng cho một người cụ thể và yêu cầu họ nói một thứ mình muốn. Đó là Eric, tôi muốn lắng nghe từ bạn. Và tôi muốn lắng nghe từ bạn ở cái góc nhìn và kỹ thuật. Ok. Và khi mà mình chủ động truyền cho một người thì họ sẽ là người bị động. Và khi họ bị động thì có khi họ sẽ không giữ banh được lâu. Và sau khi họ nói cái quan điểm của họ về technical xong thì mình có thể lấy cái banh đó lại và tiếp tục dẫn dắt cái buổi trò chuyện. Thì đây gọi là nghệ thuật thinking aloud. Nó giúp mình giữ được sự tự tin, nó giúp mình vẫn có thể nói, vẫn có thể tham gia vào cái phần thảo luận đó, có thời gian để suy nghĩ. Alright. Và điều quan trọng nhất các bạn sẽ để ý thấy là gì? Có khi anh chưa đóng góp được những ý tưởng của anh, nhưng cái quá trình đó giúp anh vẫn có thể dẫn dắt được buổi thảo luận. Bởi vì cái người lãnh đạo không nhất thiết phải là người giỏi nhất trong đội nhóm, có nhiều kiến thức, kỹ năng hoặc là chuyên môn nhất trong đội nhóm, nhưng mà cái người lãnh đạo của một đội nhóm là người biết cách dẫn dắt cái communication, dẫn dắt cái quá trình trao đổi và phối hợp trong một đội nhóm. Thì đây gọi là kỹ thuật thinking aloud. Nói khi mình chưa biết nói gì. Và cái chiến lược thinking aloud để talk like a boss sẽ không thể triển khai được nếu các bạn không có một công cụ rất đặc biệt mà anh dùng rất nhiều trong cái phần nói vừa rồi của anh. Nó gọi là pause filler. Pause filler là những cái cụm từ để nhét vào những chỗ trống giữa các ý, để đảm bảo cái phần nói của mình nó được trôi chảy và liền mạch và tạo nên điểm nhấn cho bài nói của mình. Mặc dù là những cái pause filler nó không add, nó không có đưa thêm những cái ý nghĩa và trong nội dung của chúng ta, nhưng nó giúp kết nối những nội dung lại thành một cái phần trình diễn trôi chảy và mạch lạc. Những cái pause filler mà anh dùng rất là nhiều trong cái phần nói vừa rồi, nếu các bạn để ý, nó sẽ là well, to be honest, to be realistic, frankly speaking, alright, for sure, you know, I think you would agree, right, okay, come on. Thì đó gọi là pause filler, là những cái từ mà nó kích thích mình suy nghĩ và nó kết nối ý lại với nhau để bài nói của các bạn nó trở nên trôi chảy hơn. Dĩ nhiên pause filler là cái mà các bạn không nên dùng nhiều trong văn viết, nhưng văn viết là loại văn mà các bạn có rất nhiều thời gian để cân nhắc, để sắp xếp. Nhưng khi các bạn nói, và đặc biệt là nói trong tình huống các bạn không có thời gian để chuẩn bị, thì pause filler lại trở thành một công cụ cực kỳ quan trọng để đảm bảo phần nói của mình trở nên trôi chảy và mạch lạc hơn. Để bắt đầu một cái phần nói của mình cho nó ấn tượng, các bạn có thể dùng những cái pause filler giống như là well, to be honest, to be frank, let me speak my mind, in my opinion. Thì đó là những cái pause filler để nó kích thích cho mình nói và nó giúp mình bắt đầu nói một cách ngầu hơn và ấn tượng hơn. Ví dụ là nếu như một người đưa ra một quan điểm mà các bạn đồng ý với họ, các bạn có thể nói là I think you're right. Nhưng nếu các bạn dùng pause filler, các bạn sẽ nói là well, I think you're right. To be honest, I think you're right. Và các bạn để ý thấy không? Là nếu mình dùng cái pause filler thì cái phản hồi của mình nó sẽ đầm thắm hơn và nó sẽ cool hơn so với chuyện mình nói thẳng ra là I think you're right. Well, I think you're right. Đó là pause filler để bắt đầu một câu nói. Còn sau khi mình nói xong một cái ý nào đó, mình muốn đảm bảo là mọi người thật sự lắng nghe mình và vẫn đang follow mình, vẫn đang đi cùng với mình hoặc đồng ý với mình, thì mình sẽ add thêm những cái pause filler để kết thúc một cái ý của mình. Như là sau khi mình nói xong, mình sẽ nói alright, agree, don't you agree? Thì đó là lúc mà mình sẽ rút lại những cái ý của mình để đảm bảo là mọi người nhất trí và mình hãy tiếp tục vào ý tiếp theo. Ví dụ là khi các bạn trình bày xong một cái quan điểm của mình, nếu các bạn kết nó một cái câu là and that is my point of view, và các bạn dừng lại ở đó,
thì các bạn sẽ đưa mình vào một cái trạng thái rất là băn khoăn, là ok, đó là quan điểm của tôi đó, nhưng mà bạn có đồng ý không? Mọi người có đồng ý không? Mọi người ok không? Mình không biết. Cho nên nó làm cho mình cảm thấy rất là mê man. Nhưng nếu các bạn chốt hạ lại một cái quan điểm của mình bằng những cái pause filler trước khi chuyển sang ý tiếp theo, thì nó sẽ cho mình sự mạch lạc để đi tiếp. Ví dụ, that is my point of view. Alright. Hoặc là that is my point of view. Always good. Next, I would like to. Thì đó là lúc chúng ta chuyển giữa những cái ý một cách trôi chảy hơn và ấn tượng hơn. Thì đó là tiếng Anh, đúng không? Ngày đó anh học bằng tiếng Anh và cho tới ngày hôm nay anh vẫn suy nghĩ bằng tiếng Anh. Cho nên là hễ anh nói thì nó cứ phun ra cái chữ well, alright, to be honest, come on. Còn trong tiếng Việt mình có xài được không mấy đứa? Xài được chứ. Tất cả những cái pause filler này chúng ta đều có hết. Ví dụ như là thẳng thắn đi, nghĩa là to be honest, let's be frank, đúng không? Hoặc là ý là, đây là các tụi bay dùng rất nhiều đúng không? Dùng tới nỗi mà nó thấm như mỏ tụi bay luôn. Rồi học trò của anh ngày hôm nay các anh cứ là ý là em thiệt ra cái gì đó, ý là anh ơi, ý là thật ra ý là tức là in my opinion, ý là thẳng thắn đi, ý của tôi là chân thành mà nói thì tôi hoặc là sau khi mà nói xong một cái luận điểm thì được không? Rồi ha, tiếp theo thì thật ra tất cả những cái đó đều gọi là pause filler. Và ngày hôm nay anh nghĩ là anh rất cởi mở chia sẻ với các bạn cái tuyệt chiêu và những cái kỹ thuật mà ngày đó anh học để nó giúp anh có thể tồn tại trong một cái môi trường học và thảo luận và phản biện rất rất là quyết liệt ở bên Singapore. Và đó là cái thứ, dĩ nhiên nó không phải là cái duy nhất. Ngày đó anh nghĩ là khi anh đi học những cái kỹ năng ở thầy của anh thì rất nhiều thứ, từ cái thái độ, cái sự tự tin của mình, rồi xác định là cái định hướng, tìm lại cái niềm đam mê, quản lý thời gian, dẫn dắt. Nhưng mà thực ra cái anh dùng rất là nhiều mỗi ngày đó là cái kỹ thuật thinking aloud và dùng pause filler khi mình làm việc với bạn bè cộng sự, đặc biệt là người nước ngoài. Và đó là thứ đồ chơi và vũ khí mà nguyên tắc của anh là một khi anh học là anh xài, và anh xài học máu luôn. Vì vậy nó lậm vô người của tao luôn. Nhưng khi anh làm được chuyện đó, anh nghĩ đó là cái mà nó biến anh từ một thằng sinh viên năm nhất rụt rè, nhút nhát, một thằng đại ô xin siêu to, khổng lồ trong tất cả những đội nhóm, để rồi biến thành một cái thằng sinh viên ở năm 2, năm 3, năm 4 có cái thời sinh viên rực rỡ nhất các bạn có thể tưởng tượng được. Anh set up được cái ban nhạc của riêng mình, anh thành lập được 6 cái câu lạc bộ ở thời đại trường đại học của anh thành chủ tịch hội sinh viên Việt Nam ở trường của anh, có 2 cái dự án kinh doanh riêng, có người yêu, thậm chí tốt nghiệp cao nhất ở trường đại học của anh. Và nó mở ra cả một cái chặng hành trình trải nghiệm của mười mấy năm sau đó trong sự nghiệp của anh nữa. Cho nên ngày hôm nay xin giải thích là cởi mở để chia sẻ với mọi người nghe. Dĩ nhiên là nếu cái gì mình dùng nhiều quá thì nó cũng gây lạ lạ, đặc biệt là khi mà anh dùng những cái pause filler bằng tiếng Anh thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất là lạ. Thì anh sẽ tiết chế nó trong cái bài nói của mình, đúng không? Tuy nhiên là nếu bạn nào ngày hôm nay vẫn rụt rè, vẫn chưa thể hiện được những cái quan điểm của mình trước đội nhóm, trước những cái mối quan hệ, trước khách hàng của mình, thì đây là cái mà ngày xưa anh đã dùng và nó đã cứu rỗi cuộc đời của anh. Xin được mở lòng ra và chia sẻ rất chân thành nghe. Well, cho nên tới thời điểm này anh nghĩ là các bạn hiểu được là tại sao anh hay có cái thói quen đó, đúng không? Và nói với các bạn rồi thì anh nghĩ anh cũng sẽ ý thức về chuyện đó để tiết chế, đúng không? Hoặc là anh sẽ luyện tập, mặc dù cái này rất là khó, để chuyển cái cách suy nghĩ của anh từ tiếng Anh sang tiếng Việt, thì khi đó một cách tự nhiên anh sẽ không có bị well array nữa, đúng không? Cho nên là anh sẽ tiết chế để giảm bớt cái well array. Xí. Nhưng mà khoan, hay là bây giờ tao biến cái well array trở thành thương hiệu cá nhân của tao luôn ta? Vậy cũng dâm mà hả? Ví dụ như là xin chào mừng các bạn đến học viện của ông well array, Mr. Well Array. Nghe dâm hả? Cho nên nếu bây giờ anh đổi tên thành Mr. Well Array, các bạn thấy có hay và dâm hay không? Xin để lại comment và cho ý kiến của các bạn nghe. Còn hey, đó là bài chia sẻ cho vlog lần này. Và nếu mọi người hứng thú và cảm thấy nó bổ ích thì nhớ áp dụng nó cho cuộc sống và công việc của các bạn. Và hãy like và subscribe để follow tất cả những cái chia sẻ hàng tuần của Mr. Well Array. Alright, see you.